giờ mình sẽ nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Mình sẽ biết trong cái hộp này là gì. Tôi sẽ không nhớ gì. Hello, chào các bạn quay trở lại kênh của mình nhau. Mọi người channel Wish. Như tiêu đề của video đấy là hôm nay sẽ là một cái holder toàn màu xanh. Và đây sẽ là những cái màu mà kiểu xanh lá, xanh dương. Và đầu tiên thì giới thiệu, đây là em gấu mới, gấu lợn trong đại gia đình. Ok, và đây mình đã chuẩn bị một cái box rất là đẹp, rất là đẹp. Mọi người đoán được là những cái sản phẩm nào sẽ ở trong cái box này không? Mình thì sẽ chọn những cái sản phẩm cả quen mặt lẫn cả những cái sản phẩm mà lạ đối với các bạn nữa để giới thiệu. Và tất cả đều màu xanh. Mình biết là các bạn cũng rất tò mò. Đây, mình sẽ mở ra chiếc hộp. Chiếc hộp màu xanh. Không, chiếc hộp chứa những đồ màu xanh. Còn cái hộp này màu đỏ. Đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Cái xếp rất là đẹp luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Mình sẽ biết trong cái hộp này là gì. Tôi sẽ không nhớ gì. Ấy, đúng được rồi. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Đây. Một chai sữa rửa mặt siêu đẹp. Đây là sữa rửa mặt Senka Perfect With and Care mới các bạn ơi, sữa rửa mặt dành cho da mụn. Sản phẩm này là một cái sản phẩm siêu mới với hứa hẹn là giảm mụn trong vòng 4 tuần. Trời ơi, các bạn hiểu không? Khi mà cái này á, mình nhìn thấy đẹp mà mình mua giá rẻ lắm luôn ý. Giá có mỗi 100, hơn 100 nghìn. Hình như 100 mấy nghìn đây, giá sẽ hiển thị trên màn hình. Kiểu trời ơi, nhìn đẹp mà với cả mình ý, thì mình rất thích các sản phẩm của Senka. Tại vì là mình đã có rất nhiều, tức là em đội mũ anh chị ta. Mình đã có rất nhiều cái sản phẩm của Senka rồi. Video. Và cái sản phẩm này thì là cũng liên quan đến cái dòng Perfect With mà đã rất là nổi. Và cái chai của nó là cái chai màu xanh ý. Cái này thì cái mùi của nó hơi khác một chút. Salicylic thì sẽ giúp thông thoáng lỗ chân lông, mà kết hợp với cả hyaluronic acid thì sẽ giúp cho da cân bằng cũng như là có cái thành phần ngăn mụn. Bọt của cái sữa rửa mặt này nó rất là mịn, và nếu mà dùng bông tắm để tạo bọt thì lớp bọt sẽ siêu dày. Sữa rửa mặt thì này phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên với cả tuổi dậy thì. Sau cái em sữa rửa mặt này, holder của chúng ta tiếp tục nào. Bóc, không nhìn. Ok, còn là bốc. Chơi như kiểu chơi lô tô. Cái này là của Bobbi Brown, một cái nhánh nhỏ là Evolution 18. Thì cái này khá là nổi ở bên nước ngoài, còn ở Việt Nam thì mình cũng xem YouTube hoặc là bạn bè thì mình cũng không thấy có nhiều người dùng. Nhưng cái này thì đây là lọ thứ hai mà mình dùng rồi. Đây, những cái viên của nó là dạng viên nén như thế này, và mỗi ngày thì uống 2 viên. Cái giá thì cũng không có đắt lắm, rơi vào khoảng 300 nghìn gì đấy. Bạn nào mà cần một cái sản phẩm mà gọi là beauty supply á, thì các bạn có thể cân nhắc cái em này. Nó sẽ giúp cho các bạn glow da. Không phải là cứ uống mà nó sẽ đẹp lên đâu, mà uống thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho những cái mỹ phẩm bên ngoài nữa. Ok, một chai tẩy trang quá quen thuộc, quen lắm luôn á, quen cực kỳ, siêu quen, của All Clear Water. Cái dòng này là Fresh Anti Shine. Em tẩy trang này có một cái công nghệ độc quyền của Shiseido ấy, đấy là gọi là Aqua Infu ấy, được sáng chế để giữ lại độ ẩm tự nhiên của da cũng như là tăng cường các hiệu quả sử dụng các thành phần khác. Ngoài ra thì vẫn có cái gọi là tơ tằm trắng và hyaluronic acid cũng như là tinh chất trà Uji Nhật Bản chống lão hóa. Hay thiệt là thích cái này, bởi vì các bạn biết không, cái này với giá chỉ có 109 nghìn. Sản phẩm này thì mình thấy dùng chung với em Senka Acne hồi nãy cho da dầu mụn rất là ok luôn. Một em trà xanh kháng khuẩn, của một em thì thông thoáng lỗ chân lông, giảm mụn luôn. Nói chung mà mình đã nói rất nhiều là mình là đứa mà xài nước tẩy trang và toner hao lắm. Cho nên là cái chai này 230ml và có hơn 100 nghìn, cũng như là rất là tiện. Nhiều khi còn mua được cả ở mấy cái cửa hàng tiện lợi, convenience store này nọ ấy. Thì nhiều khi bí quá, đi đâu nhiều khi đi du lịch ấy, các bạn có hiểu là cái cảm giác mà quên mang bông. Lúc thì mang nước tẩy trang là quên mang bông, mang bông thì lại không mang nước tẩy trang. Tiếp đến, có lẽ là em dầu gội khô này là một cái em dầu gội khô mà mình rất là chim ưng. Và cái màu của nó, đây, mình cũng đã có video ở đây là thử thách makeup Hinka và dùng cái sản phẩm này, cái em dầu gội khô này. Thực sự là cái mùi nó rất là thích, rất là fresh và nó làm cảm giác mát da đầu ấy. Mọi người có thể xem rõ hơn ở cái video đấy. Tiếp đến là một em tẩy da chết. Đây là một hãng khá là nổi của Úc, và cái tẩy da chết này thì nó rất là kiểu dịu nhẹ, dùng xong da mặt
cảm giác nó mịn mà lúc dùng thì cái hạt của nó là màu trắng á, đục như thế này. Cái mùi cũng rất là dễ chịu. Nếu mà bạn nào mà muốn tìm một cái sản phẩm tẩy da chết dịu nhẹ và thiên nhiên thì các bạn có thể tìm em này. Cái này thì mua ở Watson. Không nhớ giá tiền, đây mình sẽ sợt giá tiền hiện ở đây. Tiếp đến là một em mặt nạ. Đây là mặt nạ Senka Perfect Aqua White Mask Routine White. Em mặt nạ này rẻ lắm mọi người ơi, có 30, hơn 30 nghìn. Đấy, mặt nạ này có cái tinh chất lô hội này với cả cái phức hợp gọi là em Tranexamic Acid dưỡng trắng giảm thâm. Ngoài ra thì Senka luôn có một cái gọi là tơ tằm trắng với cả gấp đôi Hyaluronic Acid để dưỡng ẩm. Và cái mặt nạ này thì nó bằng sợi vải không dệt, mềm mịn với cả đàn hồi cũng rất là ok. Cho nên là dùng rất là thích. Nhiều cái mặt nạ của Hàn với của Đài ấy, nó mắc lắm các bạn ơi, đắp một lần lên mặt mà nó mắc. Cái này thì đồ Senka nó luôn ở một cái mức mà kiểu chấp nhận được, hợp túi tiền. Đấy. Rồi, tiếp đến sẽ là em toner quen thuộc. Đấy là toner của Breakthrough. Đây. Cái toner này thì đã có một video ở đây. Và cái này là toner mà có AHA, BHA, PHA. Rồi. Rồi, nói đến cái tinh chất rau má, toner chị mụn chị phép phải nói đến cái này. Cái này là màu xanh lá mạ nên là sao khó nhìn quá. Em này là Madagascar Centella Asiatica Cream. Nói chung là cái tên này, tên chắc của hãng nào mọi người biết không? Skin 1004 thì đã rất là nổi với cái dòng serum toner. Và mình hình như cũng đã có một video là đục đồ ống tủ lạnh. Nó ở đây, và cái video đấy thì có rất nhiều serum rồi. Cái cream này thì cái mùi của nó đúng kiểu mùi rau má và nó thấm vào da cũng nhanh, giữ ẩm tốt và dùng để trị kết hợp với các sản phẩm trị mụn ok. À, tiếp tục trị mụn thì ở đây mình có cái này, The Sun Acne. Cái này rẻ lắm mọi người, mua cái này trên rất là nhiều, hình như mua có mấy chục, cả chơi 50. Ừ, dùng khá là ổn. Rồi, còn lại cái sản phẩm nhỏ nhỏ thì ở đây là bốn cái sản phẩm đồ make up. Đầu tiên là trông nó bẩn thế này thôi, chứ trông nó hơi lem luốc một chút là do mình để nó hơi bẩn một chút là tại vì kem này nó dính vào. Chứ cái em này thì quá nổi tiếng không cần nói. Cái này là The Professional của Benefit. Mình thì rất thích các sản phẩm của Benefit từ cái thiết kế, và thật sự khi mà các bạn bước ra store, các bạn đi mall hoặc chỗ nào mà có cái store của Benefit ấy, trời ơi trời, nó xinh mà nó xinh mà nó đẹp mà nó đẹp mà nhìn rất là thích. Và cái cách bài trí của Benefit nó đánh vào cửa tâm lý của mình là nó cứ combo, ui là vàng vàng lấp lánh, ui đẹp đẹp quá này. Cái này thì là primer mà rất là nổi tiếng rồi, nó giống như là cái filter mà làm mờ cái lỗ chân lông của các bạn. Và nói chung là kiểu nó là kiểu có gọi là cái primer mà có silicone ấy, nên là nó sẽ làm đầy làm mờ. Cái primer này thậm chí còn có thể dùng trên body nữa, có thể dùng trên tay và những cái chỗ nào mà mình muốn che khuyết điểm. Nói chung là một cái em primer quá nổi tiếng. Mình thì ngày xưa mình ham cái kiểu make up là kiểu lớp nền nó dày ấy, nhưng mà cái độ khoảng nửa năm nay thì lại chuyển sang chơi kiểu cushion bóng bóng Hàn Quốc đấy, mặt đang bóng bóng này. Rồi, nói đến Hàn Quốc, đây là ba sản phẩm đến từ gia đình Lam Cosmetics. Thì Lam cũng là một cái hãng sản phẩm rất là bình dân, hợp túi tiền, việt tin của Hàn Quốc mà mình thấy chi mưng. Cái mask, đây là mascara. Mascara này thì ở đây mình có cái màu nâu. Thì mình cũng tò mò thử nó, chứ còn mình ít khi dùng cái màu nâu lắm. Tại vì mình thích đen, tại vì kiểu cho mắt nó sâu hơn. Nhưng mà màu nâu thì sẽ hợp với những cái lối make up nhẹ nhàng. Ở đây thì sẽ có cái này là phấn nhũ mắt. Còn cái này là má hồng. Thì mình cũng đã có một video toàn đồ của Lam. Và ta-ta, hết rồi. Rất là nhiều. Đấy, nhiều cho mọi người. Đấy. Đây, các anh tài của chúng ta. Hay không? Đấy. Và ta-ta, không liên quan. Cái này là nước xúc miệng, nhưng mà cũng màu xanh. Mình cũng đi mua ở cửa hàng tiện lợi. Ok, và cái hâu đồ toàn màu xanh này thì hy vọng là sẽ giúp các bạn có thêm những cái sự lựa chọn. Chủ đề của chúng ta lần sau maybe sẽ là một cái hâu đồ màu đỏ, màu hồng, màu trắng. Mình cũng đã có video về hâu đồ màu đen khi mặc. Các bạn có thể comment phía dưới cho mình biết, kể cả dùng những cái sản phẩm như này như thế nào. Và có thể xem thông tin sản phẩm ở dưới phần mô tả video. Đừng quên ghé thăm fanpage và
Instagram để có thể cập nhật nhiều thông tin mới nhất. Và subscribe, nhấn like cho mình để ra nhiều video hơn. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Sao này bye nhiều ta? Ê, tay con này sờ xuống cục luôn á. Chú.